Giáo hội Công giáo Ấn Độ đau buồn về thảm kịch xảy ra tại bệnh viện Coraput Ấn Độ. Giáo hội Công giáo Ấn Độ đã đồng hành với đất nước này trong tang lễ của ít nhất 70 người, trong số đó có nhiều trẻ em đã bị tử vong trong thảm kịch xảy ra tại bệnh viện Coraput, một trong những bệnh viện lớn thuộc bang Uttar Pradesh miền bắc Ấn Độ. Đức Hồng y Basilius Clemens, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, gọi tắt là CBCI nói rằng Giáo hội tại Ấn Độ thương khóc cho sự mất mát cuộc sống vô tội của con cái chúng ta trong bi kịch của Bệnh viện Gurakhpur. Phát biểu với ICA News, Đức Hồng Y bày tỏ sự chia buồn của toàn thể cộng đồng công giáo Ấn Độ đến các gia đình bị ảnh hưởng trong vụ thảm kịch mà Đức Hồng Y gọi là một mất mát vô cùng lớn lao và ảnh hưởng đến toàn quốc gia. Có hàng chục trẻ em và trẻ sơ sinh bị viêm não chết ở trường cao đẳng y khoa Baba Rahadesh ở Gorakhpur, một trong những bệnh viện lớn nhất ở Uttar Pradesh do thiếu nguồn cung cấp dưỡng khí oxy. Theo tin địa phương, số các nạn nhân tử vong đã lên đến 79 người. Đức Hồng Y Clemis khẳng định lại rằng, mất mát cuộc sống có giá trị là một vấn đề vô cùng lớn lao ảnh hưởng đến toàn quốc gia. Ngài nói rằng, chính quyền lẽ ra phải cung cấp các dịch vụ chăm sóc đầy đủ và bây giờ phải có những hành động đúng đắn kịp thời. Thảm kịch xảy ra trong những ngày gần đây ở khoa nhi sơ sinh và thần kinh. Theo các nhà điều tra, Nhà cung cấp túi oxy đã ngừng phân phối cho bệnh viện, cho các khoản nợ chưa thanh toán. Giám đốc điều hành của công ty Biện Minh bằng cách tuyên bố đã thông tin đầy đủ cho ban quản trị bệnh viện, nhưng không thể giải quyết được nợ. Thảm trạng của các trẻ em dưới sự chú ý đến những thiếu sót nghiêm trọng trong hệ thống y tế công cộng của Ấn Độ. Các chuyên gia địa phương cho rằng, việc thay đổi trong chính phủ đã chỉ làm cho tình trạng khó khăn về cung ứng nhân lực và vật tư thêm tệ hơn. Trong giây phút đau đớn cực độ này, Giáo hội hỗ trợ những cần thiết cho gia đình các nạn nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho họ sự an ủi của Ngài. Đức Hồng Y Clemis nói thêm.